Xin chào các bác nha. Hôm nay lại vào cái câu. Các bác nhìn chỗ này quen không? Tương đối là quen đấy. Chỗ này em câu một hai lần rồi. Lần này vào lại cái cây này nó bị đổ dọc xuống đây chứ. Thôi để em xử lý cái cây này xong rồi chúng ta câu đoạn này nhé. Hôm nay chúng ta câu lăng xê và câu run. Câu lăng xê nguy cơ móm lắm. Thôi thử biết đâu xem sao rồi con chắp mù sao. Hôm nay em câu lăng xê các bác nhé. Câu 3 cần lăng xê, 1 cần, 2 cần mùi run. Câu mùi run trồng móm. Lăng xê dễ móm lắm. Mồi lăng xê khác làm các bạn. Làm đơn giản đấy. Bột mì, gì nhỉ? Bột ngô mới. Khoai lang các kiểu. Gạo, vừng. Thế mà hôm trước lên chép đấy. Thằng em lên con chép mất một con đấy. Mồi cũng tương đối này. Gọi là lần đầu tiên làm mà được lên cá là ác ấy. Mỗi tội là hôm nay đen mất cả cần ấy. Mất cần chợt một con hay không nè. Cũng ăn thua đấy. Ngày xưa em đi câu lăng xê móm ác, toàn móm, đa số toàn móm này. Nên là từ cái hồi chuyển sang câu lua ấy, câu mồi giả ấy là bỏ câu lăng xê, bỏ câu ngâm các kiểu. Đi câu lua ít khi móm lắm. Mấy năm trước em đi câu lua được nhiều lắm. Ngày hôm nhiều được còn được mười mấy 20 con cá trầy chứ không phải ít đâu. Còn đi câu lăng xê này thì may mắn lắm mới được con chép thôi. Cần nhé các anh ạ. Cần to lâu không cầm mà động một câu cần to cảm giác lặng lặng lè hơn thì cần lua nhiều. Ở đây là sông cầu. Sông cầu nước chảy lơ thơ. Lắp xong 3 cần lăng xê các bạn. Giờ thì lắp cần mồi run. Run dế. Mấy cái lăng xê thỉnh thoảng nó rỉa rỉa phát, chắc là cá mương rồi. Câu cá mồi run kiếm con bò, con trạch xem nào. Mất một cần đỏ rồi. Mai ngày kia đi vào trong kia câu lấy lại các bạn ạ. Không ạ, anh ấy lặn lại anh ấy. Anh lặn anh thấy rồi. Nhờ anh ấy lặn hộ. May thế. Xong cái rủi có cái may. Cần run hơi cắn các bạn. Rỉa rỉa mới phát xong thôi. Hôm trước đang ngồi nhảy, đang nằm xuống mải nhìn vào cái điện thoại phát. Thấy nó cong một phát đi là nó lao phát cần đi là thôi. Lao cần đi nó mắc cái cần dưới các bác. Cứ cầm cái cần dưới cứ tưởng ý nó mắc vào đấy rồi. Ai ngờ xong nó lại tuột mất. Hôm nay sẽ phục thù lại em nào. Giờ đến tối rồi em lắp chuông các bạn. Không cần lăng xê lắp chuông nhé. Giờ chờ đợi thôi. Chuông kêu là chúng ta giật cá. Biết đâu bất ngờ là con chép đôi cân đấy. Nước này tương đối đẹp, hơi gọi là đục đục.
Cái con bé lại cắn nhau kìa. Gì ở đây? Trứng con thì sao ấy? Nặng ấy. Ui. Nối cả vào cái cần năng C các bạn. Ném vào con năng C mẹ. Nó gần nhau quá ấy. Em hơi gần nhau của rất là im ắng các bạn, không có tiếng chuông nó kêu gì cả. Giờ chuông kêu phát thì tốt. Sang sang quang 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 quang. Giờ cứ lặn năng C để đấy tí thay mồi lúc nữa. Hơn tiếng rồi đấy. Không biết các bác thông thường thì năng C của bác các bác bao nhiêu lâu thì tan hết ạ. Em không dành về món này mấy. Không dành về câu năng C mấy. Cái cần ở bên ta bé nha bác nha. Động đậy rất ác nha. Thằng KBS dẻo rồi. Tốn mấy con run đấy. Lôi đi, lôi nào. Hình như được rồi. Em bật đèn ra đây nào. Tán mắc ở cần ấy nha. Cuối cùng cũng được một con cá to vãi. Này các bác này. Chơi phát hàm nó, con cá bống. Cho nó vào rọ nha. Thôi chả cho vào rọ nửa xuống nước á. Vứt nó vào túi bóng vậy. Con này con trạch, con là phải ngon đâu. Con cá bống mới đau. Một chú đầu tiên nhá. Em chỉ hy vọng chuông kêu thôi. Lại cần bé em anh nha. Lại cắn rồi. Cắn mạnh phết đấy. Chết rồi. Lại được rồi, lại được rồi. Bật đèn, bật đèn, bật đèn. Bật đèn, bật đèn, bật đèn. Bật đèn, bật đèn, bật đèn. Bé lắm. Chắc là con bống. Lại con cá ấy các bạn. Dính con bò này. Tí mép rồi, sắp rách đến nơi này. Bắt đầu đến giờ cá ấy đi ăn rồi nhá. Cho nó túi bi lông. Bắt hết. Lôi đi. Dẻ đầu còn chúng mình bật. Lắp chuông mà em xuống là nó cả chuông kêu. Các bác thấy câu lăng xê hiệu quả không? Chán đời này. Búi cả hai cần lên rác thế lại gớm mệt này. Vừa cắn xong gớm mệt rồi lắng mới trả xê. Con bé, con bé. Được con này các bạn, to phết chỗ này.
rồi là câu gần gần nhau ghét thật. Đâu con cá bống quá ạ. Chơi phát từ ngoài vào nhé, chứ không phải từ bên trong. Bống ăn ngon phết. Chán đời. Đang ngồi thì nó lôi 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 lôi. Đi câu đêm thì nó hay bị rối ở nhau linh tinh đúng không ạ? Sơ sẩy phát là nó cuốn vào nhau ngay. Ôi ôi. Con mồi giun được cả nát phết nhé. Thôi, giờ ta điện đi chờ đợi em. Còn mồi giun được con nào thì được. Cần năng C thì nguy cơ móm là 100%. Đi đăng cầu đăng C này nhưng mà chỉ chăn cá bé thôi. Ấy, ấy. Cần biết tên trái cần áp biết thôi nha. Được con rồi. To phết con này. Rơi mất rồi. Quý thế. Con cá gì ấy, to phết các bạn. Máy chạy ầm ầm. Quý thế. Giật được phát thì lại rơi. To lắm cho con đấy. Rồi giờ chờ đợi tiếp nha các anh nhé. Con này to phết đấy. Nó phải tầm cổ tay. Nhưng cá ấy thôi, cá có vảy thôi. Nó mới chạy lên ngược lên thác như thế. Thôi giờ chờ đợi nha, hy vọng hứa gạt được con. Ui ui, nó lại cắn lên rõ kìa. Không lôi chứ. Ui, cần 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 lăng xây được các bạn, cần được dạ, cần lăng xây được. Dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Lặng thức các bạn. Không biết cá gì đây. Chép rồi, chép rồi, chép rồi, chép rồi, chép rồi. Thế vào đâu nhỉ? Bỏ phê các bạn. Thế vào đâu rồi? Đúng rồi. Chép rồi, chép rồi, chép rồi. Úi dồi. Không phải chép các bạn. Dính ngay con rô phi chứ. Các bạn ơi. Dính ngay con rô phi. Cần lăng xê nhá. Ui. Trời phát móc của mồm này con này. Một móc ở đây thế này. Ngon không? Đây này. Dính con. Dính con rô phi các bạn. Lăng xê dính rô phi này. Trời phát mép này. Ôi. Ủa đàn linh tinh ở đây rồi.
quá ngon luôn các bác. Úi dồi này. Bằng bàn tay nhá. Em nghi cái con lúc câu cần run kia ông bị mất là câu lăng xê á. Hết mùa à, là cá rô phi chứ không phải câu lăng xê. Ngon thế. Mắc linh tinh vào đây rồi. Mùa lăng xê này đi câu chép lại dính là rô phi mới buồn. Ở đây lúc người ta ngày xưa cũng có. Ui, con này gai ngọn lắm đấy. Làm hai con rô phi suối lôi nghe thế, câu lăng xê nó mắc đan linh tinh ở nhau này. Con này dính bậc cá móc rồi người. Ngon không các bác? Quá là ngon luôn. Để em thả nó vào túi nhá. Giấy em cái gì? Chết rồi. Mỗi tội là hết mồi rồi đấy. Hết mồi đang xê rồi. Thôi, câu chờ hai cần để xem nhào cho các anh nhé. Chờ mấy cần còn này thôi. Giờ em tắt điện đi chờ đợi ạ. Chụp cái ảnh hết nhé. Chụp cái ảnh phát nó điện thoại. Đừng có nói điện thoại rơi xuống suối nhá. Mang quả vật để đi đỏ phết. À quả vật ở trước và rô phi không phải vật này các bạn, vật khác. Nói chung là cái vật hôm trước thì vật là con chép rồi, vật này hôm nay vật là con rô phi. Mùi nắng xê nhạy phết. Em nghi là cái gì nhỉ? Cái con mà lúc lôi nó chạy lên trên kia ấy, chắc là cũng là rô phi ấy. Khu vực này nhiều rô phi á. Năm ngoái có người đánh lưới được con rô phi 2 cân mấy ở vụng này cơ mà. Bây giờ còn mới một con mồi run duy nhất thôi, với 2 cân năng xê thôi. Chúng ta ngồi câu một lúc nữa nhé. Hết mồi chúng ta về. Nói chung là hôm nay có cá rồi. Được 4 chú rồi, một rô phi to. Một rô phi không to mấy, bình thường. Mới cái gì nhỉ? 2, 3 con cá bé. Đủ một bữa rồi. Giờ tắt điện đi chờ đợi. Con rô phi sống dai vãi, thỉnh thoảng con dây chạm một cần ấy, chuông kêu rất cả mình. Đây thành quả này các bác này. Một con cá bống, 2 con cá bống, một con bò bé. Một con rô phi tương đối bự, con rô phi dính bằng cần năng xê nha các anh nhé. Thế là ngon rồi. Giờ thì hết mồi các bạn, 2 cần năng xê này cũng hết mồi rồi. Cần câu run hết mồi rồi. Giờ thì em thu cần đi về nhé. Nói chung là hôm nay buổi đầu câu năng xê là cũng ăn thua đấy. Đa số câu năng xê thì đàn móm mà chủ yếu ấy. Dế móm lắm, đi câu run để dế tương nhất này. Các bác còn thấy video hay thì cho em xin một like nhé. Ai chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ kênh của em. Còn giờ em thu cần đi về đã, muộn rồi. Về nghỉ ngơi mai đi làm. Chiều rảnh lại đi câu. Ra sông ngồi gió mát này hay mà.